Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên thì chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dọc miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dọc hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thì tiếp tục sửa bài tập của bài số 1 Nguyên hàm, vừa giải từ luận và giải trên máy tính Casio FX580VNX. Sau khi học xong bài này thì sẽ giúp các em nắm vững cách tìm nguyên hàm bằng máy tính và từ luận. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài số 2, tìm tất cả các nguyên hàm của hàm số fx bằng x trên sin bình phương của x trên khoảng 0 pi là. Chúng ta có 4 đáp án. Các em để ý là sin x trên khoảng 0 pi bao giờ cũng dương. Do đó, ln f của trị tuyệt đối của sin x cũng bằng ln f của sin x. Bây giờ thì hướng dẫn các em giải bài này bằng phương pháp từ luận như sau. Trước hết các em thấy để tìm nguyên hàm của x trên sin bình phương x trên x thì chúng ta phải dùng phương pháp từng phần. Và khi đó chúng ta đặt x bằng u, còn dv là bằng dx trên x bình phương. Vậy thì để làm nhanh bài này thì chúng ta có một cái cách làm như sau. Thay cho cách đặt u và dv, các em viết x và 1 trên sin bình phương x. Các em tìm du, tức là tìm đạo hàm của x, nhân với dx, tức là 1 nhân dx, thì các em chỉ cần lấy đạo hàm của x thôi. Còn 1 trên sin bình phương x, các em tìm nguyên hàm thì là trừ cotang của x. Thế thì các em viết như sau: x lấy đạo hàm là 1, 1 trên sin bình phương x lấy nguyên hàm là trừ cotang x, các em lấy 1 nguyên hàm thôi. Sau đó các em đánh cái chiều mũi tên này, có nghĩa là lấy u nhân với v, trừ cho v nhân với du, du là 1 nhân với dx. Như vậy là các em viết xong. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục viết. Khi đó nó sẽ bằng dấu của tích x nhân với trừ cotang x là dấu cộng. Thế thì khi đó ta có x nhân với trừ cotang x, trừ cho phép toán tích phân của VDU thì là phép toán trừ. Do đó các em viết như sau: trừ vì trừ là thành cộng, tích phân của cotang x số 1 ngày các em viết dx, để các em viết cộng tích phân cotang x dx. Bằng tiếp, trừ x cotang x viết lại, còn tích phân của cotang x dx các em viết là tích phân của cot x trên sin x dx. Bây giờ thì sẽ đưa cot x vào trong d, tức là tìm nguyên hàm của cot x sẽ là sin x. Như vậy nó trở thành là bằng trừ x cotang x viết lại cộng với tích phân 1 trên sin x d sin x. Như vậy chúng ta đưa về biến u là sin x. Bằng tiếp, trừ x cotang x viết lại, tích phân của 1 trên sin x d sin x, tức là tích phân của 1 trên u du là ln f trị tuyệt đối của u cộng với c. Vì sin x trong khoảng 0 pi là dương, vậy nó bằng tiếp trừ cotang x cộng với ln f của sin x cộng với c. Vậy chúng ta chọn đáp án B. Như vậy, ở trong cái cách viết của thầy là một cách viết thay vì đặt u dv thì chúng ta viết như thế này cho nhanh. Thầy nhắc lại các em viết này: gặp tích phân của một đa thức với lượng giác thì các em đặt u bằng x thì du, tức là các em lấy đạo hàm của x thì bằng 1. Còn bên này là 1 trên sin bình phương x, các em tìm nguyên hàm là trừ cotang x. Sau đó uv là các em nhân theo hướng này, trừ cho vdu là nhân theo hướng này. Nhưng mà chỉ khác một điều là số 1 này các em nhân với dx là kết thúc. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài này bằng phương pháp dùng máy tính. Trước hết, các em thấy rằng bài toán này là bài toán liên quan đến lượng giác, cho nên chúng ta phải cài đặt lại bằng cách chọn góc là radian. Các em nhấn shift setup 22 để chọn góc. Sau đó chúng ta dùng menu 8 cho
Cho nên chúng ta chỉ chọn một hàm số thôi, thì chúng ta bấm tiếp 1, 1 để chọn hàm. Bây giờ thầy thực hiện bước này để thầy mô tả cho các em. Chúng ta đang còn ở menu 1 thì chúng ta nhấn Shift Setup. Chúng ta chọn 22 để chọn đơn vị góc 2. Chọn đơn vị góc radian 2. Như vậy là chúng ta thấy ở trên dòng trên cùng của máy tính có chữ R là radian. Bây giờ chúng ta làm việc trên menu 8 thì chúng ta tiếp tục nhấn Shift Setup để chúng ta di chuyển đến cái bảng giá trị là 1. Chúng ta chỉ chọn hàm số là một hàm số, cho nên chúng ta nhấn 1 tiếp để chúng ta vào sử dụng menu 8 để nhập hàm số, một hàm số. Bây giờ thì hướng dẫn các em tiếp. Tiếp theo là các em vào menu 8, các em nhập tích phân của cái hàm số đã cho là x trên sin phương của x. Và cái ô trên này các em nhập x, ô dưới này các em nhập bằng số 1 để so sánh kết quả của tích phân và bộ đáp án, thì các em trừ cho cái biểu thức A đầu tiên. Nếu biểu thức A đầu tiên chúng ta sẽ do bảng, thì khi nào thì chấp nhận, khi nào không chấp nhận thì thầy sẽ nói với các em sau. Bây giờ chúng ta làm bước này để chúng ta thử đáp án A. Đáp án A các em nhớ là tỷ lệ thế giới là trừ cô tăng x trừ cho sin mở ngoặc sin x. Thì khi các em nhập thì hàng số C này các em bỏ. Các em nhớ các em mở ngoặc đằng trước này này, thì sau này các em mở một ngoặc này. Trong này có một ngoặc của sin x, để có một ngoặc của lô nê tê nữa. Như vậy cuối cùng là các em nhớ có 3 ngoặc. Bây giờ thì nhập. Chúng ta vào menu 8. Fx bằng nhập tích phân. Trên này các em nhập x như thầy hướng dẫn. Ở đây. Ở ô dưới này các em nhập cho thầy số 1. Các em nhấn xuống. Số 1. Các em nhấn qua. Thì các em sẽ nhập hàm số x chia cho sin phương của x. Các em nhập x. Các em nhập dạng phân số. Sin phương của x các em nhập như sau. Các em nhập sin x. Các em đóng ngoặc lại. Bình phương. Cái bình phương này là bình phương, không phải bình phương của x bình phương đâu các em nhé. Cái bình phương này là bình phương là sin x tất cả bình phương, thì ta nhập như thế này. Như vậy các em nhập xong rồi thì bây giờ tiếp tục các em chuyển qua trừ. Chúng ta sẽ nhập cái đáp án A vào. Thì các em mở ngoặc này. Mở ngoặc đầu tiên được cả cái đáp án A này, các em đừng nhập C. X nhân được cotang x. Cotang x trên máy tính không có. Cotang x bằng 1 trên tang x. Các em nhập dạng phân số tang x. Các em đóng ngoặc. Trừ tiếp ln t sin x. Đóng ngoặc của sin x, đóng ngoặc của ln t và đóng ngoặc của hiệu. Như vậy là có 3 ngoặc. Như vậy là chúng ta nhập xong rồi. Bây giờ bước tiếp theo là làm như sau. Chúng ta nhấn bằng. Ban đầu chúng ta nhập là shift run. Run là một cái số tùy ý. Cho ta một số ngẫu nhiên từ 0,000 đến 0,999. Kết thúc thì các em nhập shift pi, tức là nhập pi mà trừ cho cái run chúng ta chọn trên. Và bước cuối cùng là cách chọn bước là chúng ta lấy cái 2 các em trừ cho cái 1 là được bước, tức là còn một bước thôi. Bây giờ tiếp tục. Thì nhấn bằng. Bằng là chỗ này đây các em này. Bây giờ ban đầu này thì chọn là shift run, tức là chấm. Chọn ra một số ban đầu. Các em nhấn bằng tiếp để xuống chọn số kết thúc. Số kết thúc thì các em lấy pi trừ cho run, tức là hai cái số bất kỳ. Pi là nhấn shift nhân 10 mũi trên là pi các em này. Trừ
run tức là ship, chấm tức là run. Các em nhấn bằng. Bước thì các em lấy 3,0035, các em trừ cho 0,302. 3,0035 trừ 0,302. Như vậy là còn một bước thôi các em nhấn bằng. Nhấn bằng tiếp để sang dò hàm số. Các em thấy, như vậy vừa rồi các em nhập trên máy tính là các em nhập hiệu của hai nguyên hàm. Mà hiệu của hai nguyên hàm thì các em biết rằng các nguyên hàm chỉ sai khác một hàng số, không đổi. Cho nên, nếu hiệu hai nguyên hàm này là một hàng số không đổi, thì như vậy, đó mới là kết quả của bài toán. Còn hiệu này mà thay đổi thì chúng ta loại. Như vậy ở dòng trên các em thấy là âm 3,54 và dòng dưới là 40,017. Ở dưới này họ nhân với 10,11 thành 40,07. Như vậy chúng ta loại kết quả này bởi vì hiệu của hai nguyên hàm sẽ là một hàng không đổi. Bởi vì hiệu của hai nguyên hàm chỉ sai khác một hàng số. Thế mà đây sai khác đến hai hàng số, về cái trường hợp này chúng ta loại. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục quay lại để chúng ta nhập B. Chúng ta nhập B. Các em quay lại nhấn AC. Nhấn tiếp. Trừ x, cô tăng x, như vậy chúng ta chỉ nhập cho trừ. Đi tiếp. Dấu cộng trước luôn F2. Chúng ta chỉ sửa dấu cộng trước luôn F2. Dấu này các em. Sửa lại dấu cộng. Như vậy là xong. Chúng ta nhấn bằng. Chúng ta để hiện như vậy. Chúng ta nhấn bằng để chúng ta quan sát bảng. Bây giờ các em thấy ở trong cái bảng Fx là hiệu của hai nguyên hàm. Mà hiệu của hai nguyên hàm nó chỉ sai khác một hàng số. Đó là hàng số thứ nhất 0,8146 và hàng số thứ hai cũng 0,8146. Nhưng mà trong phép tính này là người ta viết 8,1469 chấm chấm nhân với 10 mũ âm 1 tức là còn chia cho 10 nữa. Và các em thấy các hàng số này là không đổi. Vậy đáp án của chúng ta chính là đáp án B. Như vậy thì qua bài học hôm nay thầy hướng dẫn các em tìm nguyên hàm bằng tự luận và tìm nguyên hàm bằng máy tính. Để tìm nguyên hàm bằng máy tính thì đòi hỏi các em phải thành thục trong bộ máy tính. Vì nếu các em không thành thạo trong bộ máy tính này thì rõ ràng các em sẽ sai lầm. Cái điều thứ hai nữa, các em cần lưu ý là khi tìm nguyên hàm của hàm số mà liên quan đến lượng giá thì chúng ta đổi đơn vị góc ra radian. Còn nếu là số thực thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta trở về menu 1 và chúng ta xóa hết các dữ liệu đó bằng cách nhấn Shift Z. Một là thiết lập lại dữ liệu, thì có nghĩa là các em nhấn số 1 để cần thiết lập lại những dữ liệu, tức là không có đơn vị radian trong bài toán của chúng ta. Chúng ta nhấn bằng. Nhấn AC là kết thúc. Khi này ở trong menu 8 thì nó sẽ thay đổi cho hai hàm số F và R, thì các em phải nhập lại để chọn một hàm số. Bởi vì khi các em chọn hai hàm số thì số bước nhảy chỉ cho 30 bước thì các em phải chia cho 29. Mà nếu một hàm số thì nó cho đến 45 bước thì các em chia cho 44. Vấn đề này thầy đã nói kỹ với các em rồi. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức JP hoặc website jplêminhđuc.com. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bộ này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.